cảm thấy là có lỗi với chồng chị nói với chị một câu là anh biết chắc chắn là anh bị ung thư, anh chết rồi, em đừng có tin người, đừng có thương người. Tiền anh lãnh, em lãnh tiền bảo hiểm nhân thọ đó, em lo cho con. Thầy gắng lo cho con rồi, dắt con là thăm mồ mà ông bà, cho dù ai đúng hay ai sai, em vẫn cứ nghe anh đưa con cái về để họ nói là anh không biết dạy em. Chị bình tĩnh nhá. Dạ rồi, em xin phép chào chị nhá. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Chị tên là Khổng Chị Lý. Thị Chị Lý, Lý là ở đâu? chị ở ngay chùa Ông phường Hiệp Hòa, Tỉnh nào chị? chị thuộc thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Đồng Nai. Hôm nay chị về đây là nhờ đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đây chị? Chị nhờ đội hiệp sĩ Thanh Hải là giúp chị kiếm giùm chị đứa con gái của chị, là bé tên là Huỳnh Khổng Minh Thư, bé sinh năm 2007, Bé bé học Thư. ở lớp 11A2 trường Nguyễn Khuyến thuộc phường Thống Nhất Tân Mai mình Dạ. Là bé đó. 2007. Vậy là bé năm nay 17 tuổi rồi. Bé hiện tại là đang học lớp 11 hả chị? Bé đang học lớp 11. Là con gái của chị bỏ đi ngày nào? Bé tối hai bé sáng ngày 26 tháng 3 bé vẫn đi học. Tối Dạ. ngày 26 tháng 3 lúc khoảng gần 7 giờ, sau 6 giờ mấy, gần 7 giờ, bạn mới vô trong nhà chạy là: Thư ơi Thư, tao đói quá, mày nấu cái gì cho tao ăn đi. Chị còn nói: Con này bạn đói á, con chiên trứng cho bạn ăn đi, nhà mình có mì gói á, với chiên trứng cho bạn đi rồi nấu cho bạn ăn. Rồi xong nó nói là ngày mai con đi học, con ngủ đây, ngày mai con đi học. Mà con thì lúc nói nó học ở trường nghề, lúc thì nó nói nó học ở trường giáo dục thường xuyên. Cái hồi mình nằm một hồi, thằng anh hai của nó mới đi làm về, thì xe ở ngoài nó nói: Cô ơi, cô cho Minh Thư đi đổ xăng với con đi. Cái chị mới nói là: Con ơi, đằng nào thì ngày mai con cũng đi học, thì sáng mai cô đưa Minh Thư đi học rồi con đi ra con đổ xăng cũng được. Cái nói chưa là: Sợ không có được đâu cô, con đi đổ xăng một chút xíu rồi lát con đưa bạn về. Mà Dạ. mình mới nói: Thôi vậy thôi con đi đi đi, nhưng mà nhớ về nha. Đến khi mời 10 giờ rưỡi rồi không thấy con về mới nhắn tin, mới gọi con là: Con ơi, ngày mai con đi học mà sao mà giờ con chưa về là sao? Cái nó nói chứ: Mẹ ơi, lát nữa con về bây giờ, tự vì cái chỗ này không có cái chỗ đổ xăng, mà trong khi bé đi 7 giờ mấy mà là tại sao không có đổ xăng. Cái đến chung nữa cái bạn của bé mới gọi là gọi nhắn tin điện thoại bằng điện thoại của con ấy, mới nói: Cô ơi, con là bạn Minh Thư nè, Minh Thư chỗ gần nhà cô không có chỗ đổ xăng, xe của con mới chạy về đường của nhà con để đổ xăng, nhưng trên đường đi đổ xăng ấy, thì hết xăng rồi, bạn Minh Thư về nhà con ngủ, bạn mệt rồi. Mà mình thấy: Ủa xong con mới nói như vậy thì tại sao lại la mệt rồi? Rồi đến xong rồi chị mới gọi điện nói: Con ơi, là con không có nghe máy, gọi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ con không nghe. Cái đến sáng mình lại gọi nữa, đến sáng ngày 27 chị gọi, Dạ. thì lúc khoảng gần 9 giờ con mới nói: Mẹ ơi, xe của con hư, xe của bạn con hư đang sửa ở đây nè. Chị mới nói là: Con ơi, hư ở chỗ nào, con định vị đi, mẹ chạy tới mẹ đón con. Chứ con nghỉ học như vậy, cô giáo là mẹ hôm Tết đã nghỉ một lần rồi, như vậy không có nghỉ được nữa đâu. Dạ. Cái nó nói: Không tin mẹ nghe điện thoại của cái chú sửa xe đi. Thì chị mới nói: Em ơi, em cho chị biết cái địa chỉ của em sửa xe chỗ nào, để chị biết. Thì cái người sửa xe mới nói là: Cái chỗ này không, chị biết là đường Trảng Dài lạ lắm. Chị mới nói: Đường Trảng Dài của em là khu phố mấy, chị ở đây chị biết mà. Thì nó mới nói: Chị không có biết đâu. Cái xong nó đưa qua cho Minh Thư nhà chị. Minh Thư mới nói: Mẹ ơi, cái chỗ này Google Maps chỉ đi lung tung, con không có biết. Nhưng mà thôi miễn sao con về trước 12 giờ cho mẹ lề để mẹ chờ con đi học. Rồi đến lúc 12 giờ đó điện thoại của người thân là chặn hết, gọi người lạ, gọi cuộc thứ nhất, cuộc thứ hai, đến cuộc thứ ba là chặn. Lúc đầu mẹ gửi tin nhắn còn được, bây giờ là thuê bao nhắn không được. Mà trong khi trước lúc đó rồi ngày hôm qua buổi tối chị có lục một cái số điện thoại mà con để trong cái tờ giấy trên cái học á, thì có một bé là Hân,
là nhỏ tuổi hơn Minh Thư con mình, thì bé mới nói là lúc con đang đi học, chị Thư có gửi cho con một cái lít này, là con kêu con kết bạn vô là chữ Khánh Ly, cô vô cái giờ này đi mà lúc đó con đi học nên con không kết bạn được. Thì chị bé có nhắn với Minh Thư, bây giờ coi như là mất liên lạc luôn, là lúc đó Minh Thư cầu cứu hay sao đó, là ý như là kết bạn với Minh Thư đi, chứ con đi con mặc có mỗi một bộ đồ cụt nè, mà trong khi tiền tài khoản không có, con cầm mỗi điện thoại đi thôi, nên bây giờ không thấy cháu ở đâu, mà cháu là không bao giờ đi đâu giờ giấc hay gì đó, là xin phép mẹ về đúng giờ đúng giấc, đi học mẹ là người chở đưa đi đón về, chẳng qua là chơi với các bạn trong game. Đến khi sáng ngày 27 chị đi ra ở gần đầu ngõ, thì cái chị cạnh đầu ngõ mới nói là tối hôm đó thấy con người ta chở con chị ra, mà ở ngoài đây có hai thằng con trai với đứa con gái, nói chung là chúng nó đi hai xe đó, thì chị mới biết là con chị là có bị vấn đề rồi, chứ không phải như vậy, như đứa bé đâu có như vậy đâu, chưa bao giờ bé biết chặn số điện thoại mẹ hết đó, mà bây giờ điện thoại là thuê bao luôn. Sự việc này chị đã trình báo cơ quan chức năng công an. Chị báo với công an thì lúc đầu thì chị không có biết, con nói là đi đổ xăng với bạn, thì ra phường thì công an phường mới nói cái này là lên công an thành phố. Chị lên công an thành phố thì cái anh Khoa bên hình đội chống hình sự đó có chụp căn cước công dân con chị lại vào đó để báo với 30 phường xã. Anh trả lời, nhưng thực chất bây giờ khi chị chia sẻ với mọi người nói con chị bị thuốc mê, giống như cháu Nhi là con của bạn học, cháu của bạn học chị, nó nói là cô ơi em bị thuốc mê rồi mới nói chuyện như vậy, mà tại sao lại như vậy. Rồi chị mới kể chuyện là lúc khi đi ra chị trông đợi con về, thì cái chị hàng xóm mới nói là ngày hôm qua buổi tối ở ngay đây có hai chiếc xe máy đó, có hai ba thằng đàn ông với lại con gái nữa là chở con chị đi. Chị nghĩ là con đi đổ xăng thôi, chứ chị đâu có nghĩ là con như vậy đâu. Chị bình tĩnh nhá. Chứ bé học ở trường chưa, thầy cô chưa khiển trách, bé không bao giờ, ít khi bị cấm túc lắm, tự học lắm. Chị vẫn đi đường nói với con là con ơi, con mồ côi ba thì mẹ sống á, mẹ buồn, mẹ sống á, là vì các con, đồng lòng vì các con, có gì ba mẹ con mình dựa nhau. Đi đường vẫn chia sẻ với con, tối ngày đó con đưa con đi lựa đồ, hôm nay con đâu mất tiêu rồi. Chị bình tĩnh nha. Ông về đâu, con thì đã thiếu tình thương của cha rồi, bé từ nhỏ tới lớn đã bị thiếu tình thương cha. Cha mất lúc bé mới học lớp 3, đến nay chồng mất rồi, 8 năm một mình chị nuôi con, lo cho con cái. Cuộc đời tuổi thơ mình tuy không được may mắn, nhưng mình là mẹ, mình đâu có phải khốn nạn đâu, mà để cho dù có như thế nào cũng không bao giờ mà để con rớt vào tình trạng này. Nên bây giờ con chỉ có vẻ gì, chỉ giống như là đứt từng đoạn ruột, nếu như không tìm thấy con, chị chỉ muốn là chết theo con, nhảy xuống sông chết theo con thôi. Chị bình tĩnh là không ai đâu em ơi, đau lắm em, từ khi con mỗi ngày bên con, em hiểu con còn phụ mẹ, mỗi lần nấu nướng gì con đều kêu mẹ ăn, kêu mẹ ơi mẹ uống thuốc bổ tim bổ thận bổ gì chưa, ôi tí mẹ mệt rồi, giờ không thấy con đâu, con thì không có như vậy đâu. Em biết, em hiểu cảm giác của chị mà. Chị nghe em nè, con nói là bây giờ chị có muốn con về không? Chị rất muốn con về. Chị bình tĩnh lại giúp em, để em xác định được cái hướng, để giúp cho con bé nhà mình sớm quay trở về nè. Chị bình tĩnh lại đi, chứ em ngồi đây em nghe chị, nghe chị khóc em giàu muốn xỉu luôn đây này nhá. Rồi bây giờ chị cho em hỏi này, cái người bạn mà hôm tới nhà mình, và đặc biệt rằng là bé nấu mì cho ăn và xin bé để đi đổ xăng, bé đó là tên là gì? Chị không biết tên, lúc đầu chị nhớ, bây giờ chị quên mất tiêu. Trai hay gái? Con gái. Khoảng chừng là độ tuổi bao nhiêu? Nó lớn hơn tuổi con chị, đi chiếc xe Novo xanh mà cái biển số hình như lạ lắm, chị không có để ý. Mình có biết được quê quán ở tỉnh nào không? Không biết luôn em, tự vì nó nói là nhà nó ở Tam Hòa, phường Tam Hòa, mẹ nó thì đi Đài Loan, Hàn Quốc, ba nó thì ở nhà là làm chân gà xã Tắc Bi cho mấy người quán nhậu ở với em nó. Còn con nhỏ này á, thì mấy bữa trước á, nó cũng có một lần như vậy, nó vô nhà chị ngủ đêm, thì mình thấy con của người ta giống như con cái mình người, thôi.
Cái người cái hôm đấy vào nhà mình là bạn bè là bé quen ở ngoài chứ bé không phải quen là... trên mạng là chơi game chung hay sao đó nên bởi vậy. Nhưng mà từ vì mình nghĩ là sao con mình giác ngộ là như vậy, nó vẫn nói mẹ nè, mẹ đừng có tin bạn bè của mẹ toàn lừa mẹ, không mẹ xong mẹ cứ tin người không à, mẹ cứ thương người. Thì mình nghĩ tỉnh. Là bé mình chị... đi làm hay cái gì là bé cũng chị... nói là mẹ... bình tĩnh giúp em để em biết đường em giúp nhà mình được. Chị làm vậy em dối luôn theo chị luôn nè. Em hỏi chị nè, trước kia là bé đã từng tới nhà mình mấy lần rồi? Bé đó là tới được hôm qua là tới lần thứ tư đó. Lần thứ tư. Vậy những lần trước kia tới có ở lại nhà mình không? Có ở lại một lần buổi tối ngủ thôi. Ngủ rồi ngày mai bé đi là mình chở con đi học. Mình thì cũng cứ tin người mà. Rồi bé bảo là tí để con đi học. Nói con có cần cô đón xe đạp cho con không? Mình cũng thắc mắc nói ủa con ơi, bạn của con gì mà ba mẹ nó không quan tâm nó gì vậy. Đi học mà đến giờ đi học mà kêu là con đi trước mà mẹ bảo để mẹ đón xe đạp cho đi. Mà tại sao lại là như vậy? Thì là chị vẫn hỏi xong con nói mẹ ơi mẹ cũng có bạn, con cũng có bạn mà sao mẹ cứ hỏi kỹ bạn con nó trách con là sao mẹ cứ hỏi kỹ bạn con thế. Cái chị mới nói là con ơi mẹ là lớn rồi, bạn bè của mẹ con không hỏi được là tự vì họ là đều là mẹ làm mẹ như mẹ, còn bạn của con mẹ phải biết lớn nơi như thế nào. Thì bé nói như vậy thì chị cũng không có dám làm buồn con nữa, tự vì con học đã bị áp lực rồi mà bây giờ mình thấy mình không cho con vui với bạn bè thì mình đâu không đúng. Mà bây giờ thật ra bây giờ ai cũng trách chị sai là như vậy, nhưng mà con chưa bao giờ mà sai mẹ bao giờ hết, đi chị... chơi giờ rất đúng nên lần này bây giờ chị nghe vậy. Em này, chị nghe em này, chị hít sâu vào cho em, hít sâu vào, thở nhẹ ra, bình tĩnh lại cho em nhá. Chứ bây giờ mình cứ khóc bù la bù lu mình có giải quyết được vấn đề gì đâu. Em hiểu. Ruột của chị á. Em hiểu mà. Bé rè. Tuổi thơ bé rè. Không có cha bên cạnh rồi. Em hiểu. Được mấy năm ba mất rồi. Chị làm vậy thì thật sự thì rất khó chị ạ. Bây giờ chị phải bình tĩnh đi để em tìm cái nguyên nhân, cái hướng. Nhá, được không? Cố gắng lên nhá, bình tĩnh nhá. Hít sâu, thở nhẹ cho em nào. Chuyện đâu còn có đó nhá. Em biết là con bỏ đi là cha mẹ nào cũng lo hết á. Mà con mình thì cha mẹ nào mà chẳng xót chẳng thương, đúng không? Mình phải làm sao mình bình tĩnh lại. Chứ mình bây giờ mình cứ làm rối tung mọi chuyện lên thì đâu có giải quyết được gì đâu. Không phải đâu em, tất cả những cái gì ở ngoài chị đều bình tĩnh lắm. Nhưng mà có những rồi bây giờ chị cho em hỏi nè. Giống như là giống như cứ ruột chị nó đau lắm. Bình tĩnh giúp em được không nhá. Bây giờ em hỏi này, cái bé mà bạn của con nhà mình á tới cụ thể là 4 lần và mấy lần là ở lại nhà mình? Có một lần ở lại thôi, ở đêm lúc đó mình cũng không biết con là và lại. Cái lần này là lần thứ hai? Lần này là lần thứ tư, là coi như một cái trước trong Tết á là có một lần mà. Ngủ lại một lần, còn lần này là lần này là đến là coi như 3 lần là đến đều là chơi rồi đi về. Chơi là có ăn cơm không? Không có ăn cơm. Chỉ con thì mình chỉ có pha sữa cho nó uống thôi, rồi bạn bè chơi với nhau gì đó nói chuyện. Tức là cái mối quan hệ giữa con nhà mình và bé đó là quen trên mạng xã hội và đặc biệt là chơi game. Chơi game. Và mình không biết được là rõ là cái lai lịch ở đâu hết. Bé đó nói là bé vẫn còn đi học. Bé nói bé đi học là lớp, bạn của bé nói học đi học mấy? Bảo là học cùng học lớp 11, là học ở trường giáo dục thường xuyên, với lại lúc thì kêu giáo dục thường xuyên, lúc thì kêu là trường trường nghề. Nhưng mà nói, ủa nó sao bạn con gì mà nói gì mà lung tung vậy? Thì nó nói mẹ ơi thôi kệ nó đi. Nhưng mình cứ nghĩ nhà là nhà mình có camera. Nhà chị không có gắn. Mình không có gắn camera hả? Đó, chính vì không gắn nên thành ra nó mới như vậy nè. Theo như bản thân chị là một người mẹ, một người đặc biệt là một người phụ nữ từng trải và có thể là nỗi đau của chị rất nhiều. Hôm nay chị về đây chị khóc rất nhiều và em nghe được rằng là chị là chồng mất lâu rồi đúng không? Đúng rồi. Nên mà chị rất nhiều nỗi đau rồi. Và bây giờ thì con chị đi chị rất sợ. Rất sợ. Theo như chị nhìn nhận thì cái bé đó là bạn của con gái nhà mình là có được đàng hoàng không? Theo chị nghĩ là không rồi, từ vì nó mặc quần đùi mà chạy chiếc xe Novo như vậy. Con của chị mua xe cho, kêu là con tự đi học, mẹ dạy cho con tự đi học đi, mai mốt con còn tự lực cánh sinh. Bé nói mẹ ơi mẹ đưa anh hai đến lớp 12 thì mẹ cũng đưa con như vậy, là chị tự đưa đi đón về không à. Bé làm bất cứ việc gì bé cũng hỏi mẹ bằng lòng mới ok. Mà sao tự nhiên ngày hôm nay là bé bảo là mẹ cứ an tâm đi, con đi ra đổ xăng với bạn
rồi bạn về nhà ngủ rồi đi biệt dạng luôn. Vậy là cụ thể là bao nhiêu ngày là mình không liên lạc được với con nhà mình? À, là coi như là trưa ngày 27 tới giờ là 29 là ngày. Giờ trưa ngày 27 là lúc 9 giờ sáng, từ lúc 9 giờ sáng ngày 27 xong cuộc gọi điện thoại đó là con nói với mẹ là mẹ ơi cái đường này là đường tràn dài mà Google Maps nó chỉ đi lung tung á. Ngày hôm kia thì là đúng rồi là điện thoại tự nhiên giống như là có ai giật, mình nghe tiếng giật lại luôn rồi con mình không trả lời. Cái chị mới gọi lại, ủa sao con đang nói chuyện với mẹ mà tắt lại, ý định gọi lại như vậy, gọi lại điện thoại nhiều lần reo không bắt máy, nhưng ngồi bên sau gọi là điện thoại chặn. Thì mình cũng có nói ủa sao kỳ vậy, con nhà mình đâu có bao giờ dám như vậy đâu mà sao lại chặn số mẹ. Vậy là trước kia là con đi đâu là chị là người đưa đi? Chị đưa, coi như con đi là đưa đi học xong rồi mẹ mẹ con nói mẹ ơi tí nữa con uống trà ngay chỗ này, cà phê ngay chỗ này, thì bé vẫn chụp hình, bé đang ngồi ngay chỗ này chụp quả coi cho mẹ, hoặc là đi tắm biển của nhà trường đưa đi, bé đi bất cứ nơi đâu bé đều là chụp hình báo cáo với mẹ. Mà tại sao ngày hôm nay không báo vậy cáo là con luôn? Con của chị rất là ngoan. Bé ngoan đúng không ạ? Chị xác nhận là con chị rất ngoan. Học giỏi. Dạ. Rất nghe lời mẹ. Thầy cô trong trường đều ghen mà. Chị không hiểu. Mà đến khi đi ra cái quán cà phê mà buổi trưa bé ăn cơm hay gợi ở đó, mọi người vẫn ghen là bé ngoan, bé chơi một mình. Nhưng thì mà tới giờ phút này thì mọi tự chuyện tự học bài. Bé không bao giờ, thằng anh ngày xưa ba còn chị bà như đây tự chị học. Nhưng mà cái cải cách bây giờ đó cả, bé tự học không mà. Nhưng thậm chí bạn rủ đi chơi, bé còn nói về đây tao làm bài xong đã, tao soạn bài xong đã mà. Rồi thì mới chơi làm xong bài và ở nhà trường rồi bé. Vậy là ngoài bạn, ngoài cái bé gái đó tới nhà mình còn những ai tới nhà mình hả? Có một lần hai cái thằng mà nó nói là bạn của con học ở dưới Bình Đa nhưng mà chuyển về Cà Mau gì đó. Thì cái số điện thoại ngày hôm qua chị gọi thì có reo nhưng mà không nghe máy. Vậy là tất cả các mối quan hệ bé đều quen trên mạng xã hội. Nhưng mà mình cho con xài điện thoại mình có kiểm soát được không chị? Chị không có kiểm tra điện thoại con, tại vì con vẫn hay nói như vậy nè mẹ. À con mẹ ai cũng có một cái suy nghĩ hết, tại sao mà cái riêng tư với lại cái điện thoại là cá nhân, làm sao mà mẹ đụng vào vậy, mẹ không được đụng, mà con cũng đâu có đụng điện thoại mẹ đâu, khi nào con mượn của mẹ, mẹ mới bằng lòng cho con mượn thì con mới mượn. Mà điện thoại của bé là bé cũng xài mật khẩu, nhà mẹ con đều xài mật khẩu hết, nói chung là bé đã có những cái suy nghĩ và chia sẻ như vậy với chị. Nhưng sao lúc đó mình không nói bố mẹ là mẹ của con? Thì và con nói mà. Mẹ là mẹ của con, mẹ sinh con ra, mẹ nuôi con lớn bằng chừng này, và mẹ luôn luôn muốn làm những cái điều tốt đẹp với con, bởi vì mẹ sợ ngoài đời nhiều người người ta sẽ lừa con. Lúc trước có một lần như vậy thì con đã có dùng chặn giữ điện thoại lại rồi, nhưng bây giờ bé đi học ở trên trường cấp 3 lúc lớp 10 là mẹ với anh hai cũng có giữ điện thoại lại. Còn bây giờ cấp 3 rồi thì thấy con như vậy thì kiểu như con cũng xài đi học là để ở nhà cái người mà nấu cơm gần ngay trường á cho con á, buổi trưa cho con ăn á, rồi thì để điện thoại ở đó rồi con mang về nhà buổi tối thì chơi học bài vợ xong thì mới chơi game với bạn. Thì chị vẫn hay bước ra. Vậy là con nhà mình thường xuyên chơi game? Chơi game nhưng mà chơi game vui thôi chứ không phải rồi đôi lúc nói chuyện với bạn là chơi bạn game, bên nước ngoài. Là có đôi lúc nói chuyện với bạn, tâm sự với bạn là bạn học á, là đi Đức á, bạn đi du học bên Đức á, thì bạn vẫn hay nói chuyện, con vẫn hay nói chuyện với bạn. Thì chứ cũng chơi game này cũng có bữa chơi, cũng có bữa không. Chị là làm công việc gì? Chị làm đa nghề luôn á em. May cũng có làm việc gì chị cũng làm hết, thậm chí giống như em là người bán hàng đi. Chị không có lấy hàng em, nhưng mà chị đăng lên á, rồi chị cho cái số điện thoại của em ship tới, rồi em sẽ cho chị cái phần trăm. Nhưng đôi lúc chị ship nhiều người á, nhiều người còn không muốn trả cho chị nữa cơ. Kìa. Chị còn bị lừa, nhưng mà họ không có tin chị bị lừa, chị còn bị TV nhiều lắm, nhưng mình chị biết là phó cho Chúa, từ chị là đạo công giáo. Yeah. Còn con chị là nó không chịu theo đạo, từ chị lấy chồng là Phật giáo. Chị vẫn nói thôi thì thị phi thì ai cứ thị phi, mình sống mình không có làm sai với lương tâm mình là được rồi. Chị cũng có bạn hay chửi chị là cái tội tào lao, thậm chí chị nghĩ như vậy nè, con chị nó còn dạy chị mà nó khôn hơn mà. Mẹ ơi, mẹ chơi với bạn lúc ba nhắm mắt xuôi tay, ba kêu mẹ là đừng có tin người, đừng có thương người. Chị cái miệng chị chịu ăn quá vậy thôi, chứ chị ra ngoài đường kể cả người ta có nằm lăn ra giữa đường không ai dám sánh tới, chứ chị vẫn sánh tới, tại vì mình không có làm sai, mình không có sợ. Miệng trên mặt họ muốn nói gì thì nói,
chị thật sự là chị đã bị, đến nay là chị bị lừa nhiều rồi. Mà con thì nó cũng biết rồi, nên nó nói mẹ toàn tin người, nên mẹ mới như vậy. Mà bây giờ mình thấy con mình dạy mình như vậy, nó lại nhờ mà sao thầy bây giờ con lại rớt vô tình cảnh này. Chị, bây giờ chị đừng khóc nữa được không? Chị khóc, em nói thật, em nhìn chị khóc em giống xỉu luôn á. Không phải đâu em, mọi người bây giờ ai cũng trách chị, nhưng thực chất chị nói với em nghe là tuổi thơ của chị không có sung sướng đâu. Dạng như gia đình mà đẻ là trọng nam khinh nữ, năm gái một trai, chị là đứa con gái thứ năm á, nên không có được đón nhận mấy. Nên thành ra đến khi bây giờ chị làm mẹ, chị có con á, thì chị cho con những điều tốt đẹp nhất. Thì mình đã thôi chút lúc thậm chí một con gà mà bỏ ra anh con hỏi mẹ anh chưa. Mình tuy là mình có đói mình thèm thiệt, nhưng mình vẫn nói với con là mẹ anh rồi, mẹ con anh đi, để cho con không có cảm thấy là có lỗi với mẹ. Từ vì mình là tất cả đều là vì con, nên ngày hôm nay con có vẻ gì thật sự là chị không muốn sống nữa. Chị cảm thấy là có lỗi với chồng chị khi chồng chị nói với chị một câu là anh biết chắc chắn là anh bị ung thư, anh chết rồi, em đừng có tin người, đừng có thương người. Tiền anh lãnh, em lãnh tiền bảo hiểm nhân thọ đó, em lo cho con. Thầy gắng lo cho con, rồi dắt con thăm mồ mà ông bà, cho dù ai đúng hay ai sai, em vẫn cứ nghe anh đưa con gái về để họ nói là anh không biết dạy em. Thực chất là chị sống với gia đình chồng chị không bao giờ làm phiền ai. Đau lòng quá. Nên thành ra chị thừa nhận với xã hội chị không có ok, nhưng với gia đình mình phải là một cái nhỏ nhoi trong gia đình, mình phải làm chuẩn cho con nó cứ nói theo. Thì chưa bao giờ chị làm sai với gia đình đó. Chị dạy con gái đàng hoàng lắm. Chị nghĩ là thôi thì mình đổi lại là hạnh phúc hơn con. Được người ta là con mình ngoan đi đâu cũng thông báo với mẹ. Mà ngày hôm nay tự nhiên thấy điện thoại con chặn số là mình nghĩ rồi là chắc có vấn đề rồi. Đến khi nói chuyện với cháu Nhi đưa cái tin nhắn. Chị đang sợ nhất con mình sẽ gặp điều gì? Chị sợ là chúng nó bán con chị qua cam là một, rồi dắt con chị hiếp dâm, rồi hoặc là chơi xì ke ma túy, là những cái đó là chị rất lo. Bây giờ chị bình tĩnh lại nè, chị bình tĩnh lại cho em và chị nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con. Hy vọng con gái của chị sẽ xem được video này để sớm quay trở về. Chị nói đi. Con ơi, con gái của mẹ ơi, mẹ mang nặng đẻ đau với con. Mẹ bên con từ lúc con đã không còn ba, mẹ lúc nào cũng bên con. Mẹ cho con những cái tốt nhất, thậm chí con muốn gì là đều mẹ cũng xem xét rồi mẹ cho con. Mẹ không bao giờ cho con thua kém bạn bè. Mẹ có những cái gì sai, mẹ thật la con là tự vì mẹ muốn con nên người. Có đôi lúc mẹ la con nhà cửa con không dọn dẹp, con bày đó, mẹ một thân một mình, mẹ vừa đi kiếm tiền, mẹ dọn dẹp, mẹ phơi đồ, mẹ làm hết tự vì mẹ nghĩ là mẹ làm vì cho các con, để các con học. Rồi mẹ vẫn nói là các con học tương lai của các con. Mẹ đã khổ rồi, mẹ không muốn con của mẹ khổ. Mẹ rất thương con chứ mẹ không ghét bỏ con. Thậm chí từ hôm tới giờ mẹ vẫn nói, anh hai nói với mẹ là thương con thì anh hai mới la con như vậy. Chứ anh hai nào có ghét con đâu. Anh hai vẫn nói là con có bề gì, bạn bè chỉ nuôi được một bữa hai bữa, chứ còn gia đình vẫn là quan trọng mà. Nên con có gì con về với mẹ với anh hai đi. Anh hai thấy mẹ thở không được, thấy mẹ khóc 3-4 ngày nay mẹ không có ăn cơm, mẹ không có nuốt nổi. Hôm nay mẹ suy sụp lắm, con có tin không? Mấy ngày nay không nhờ mọi người nói mẹ bình tĩnh, mẹ muốn nhảy xuống cầu an. Mẹ chết rồi, từ vì mẹ thấy mẹ không chọn trách nhiệm với con trong vấn đề này. Sao mà mẹ tin tưởng vậy? Mẹ tin tưởng con tuyệt đối mà sao con lại chơi với bạn mà bạn như vậy với con? Nếu là bạn tốt thì đâu có đưa con đi mà không biết đưa con về. Chị bình tĩnh đi nha. Hy vọng rằng là con gái xem được video này thấy mẹ có con. Về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì con đang ở đâu đó, con hãy sớm quay trở về đoàn tụ với mẹ. Nếu mà tới giờ phút này mà con bị ai đó, hoặc là bạn bè, hoặc là những đối tượng nào mà đang khống chế không cho con về, thì con hãy gọi về đường dây nóng của các chú các bác công an là 113. Thứ hai là con gọi về số của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858. Thì các chú của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ có mặt để mà giúp đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái.
Thật sự mẹ con về đây là chia sẻ mẹ rất là buồn con gái ạ. Mẹ rất là đau. Mẹ khóc từ đầu tới cuối. Chú ngồi đây mà chú cũng không cầm được lòng. Chú không biết nói con sao nữa. Mẹ đau giống như ai cắt xé thịt mẹ ra đó. Mẹ có mất tiền mẹ cũng có buồn. Ai đánh đập mẹ cũng có buồn. Nhưng mẹ mất con, mẹ không thấy con giống như là từng cái nhát dao muốn làm mẹ như thế nào. Mẹ nói mẹ không tà nổi luôn. Cô có biết đêm rồi mẹ phải ra chỗ nơi con nằm. Cứ nửa đêm, cứ một hai một tiếng đồng hồ mẹ tỉnh giấc. Mẹ cứ giống như là nghe tiếng con gọi điện thoại reo sáng mà chờ con đi học mà mẹ không thấy. Quá đau lắm. Con ơi, bạn bè của con sao mà lạ đời như vậy. Mọi đứa đến nhà đói mẹ vẫn cho ăn từ miệng ý thù nó cũng như con của mẹ thôi. Chứ mẹ đâu có như vậy. Mẹ đâu có nghĩ mẹ đối xử với bạn con tốt như vậy mà bạn con lại lừa con như vậy. Tụi con là tuổi nhỏ tuổi thơ mà làm sao mà lại như vậy. Mẹ đi ngoài đường mẹ thấy ai gặp sự cố bất bình mẹ cũng hay cho mõ vô cô hà hay là mẹ là làm chuyện tào lao. Nhưng mà cái tính cách mẹ như vậy rồi, mẹ tính cách là mẹ như vậy. Nhưng mà bây giờ làm sao, tại sao mẹ giúp người mà bây giờ con của mẹ lại bị hại như vậy thì mẹ biết làm sao. Chị đừng khóc nữa chị ơi, đừng khóc nữa chị. Đừng khóc nữa nha, đừng khóc nữa. Nghe em đi. Em tin là bé sẽ quay về trong nay mai thôi nha. Anh em đội sĩ Thanh Hải cũng như là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ chị tìm con về cho chị. Nên mà chị đừng khóc nữa được không? Em ơi, chị nói gì ai cũng nói gì, đừng khóc, đừng suy nghĩ. Nhưng thực chất ra mình mang là đẻ đâu, đẻ con cũng đâu có dễ đâu. Trời đất ơi, đẻ con đều phải mổ, mình chọn sự chết để được cứu con. Có cái con là đúng dù mình chị gác như vậy là chị không có chồng nam khinh nữ đâu. Con trai hay con gái gì đều thương mà mỗi đứa đều thương khác nhau. Chứ con trai có bề gì thì mình cũng sợ mà con gái có bề gì mình cũng sợ. Chị vẫn cầu nguyện chú ơi mẹ ơi có những gì gì đau đớn hay những gì đổ hết lên đầu cho con đi, cho con gánh hết, đừng để các con của con gánh. Con chịu hết tất cả mẹ ơi, đừng cho các con của con bị xâm phạm hay những gì. Dạ thưa cô chú anh chị, thì buổi sáng ngày hôm nay thì anh em đội điều trị của Thanh Hải ghi nhận một cái trường hợp của chị. Thật sự là câu chuyện em ngồi đây mà em cảm nhận được cái tình mẫu tử rất là nặng của chú anh chị ạ. Nên rất mong rằng cái video này cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng ngày gần nhất thì bé sẽ sớm quay trở về để đoàn tụ với mẹ và tiếp tục cấp sách tới trường. Thì nếu cô chú anh chị có thấy bé trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp bé sớm quay trở về để đoàn tụ với lại gia đình cũng như là tiếp tục con đường cấp sách tới trường. Bởi vì là trong cái câu chuyện của chị chia sẻ thì có tới giờ phút này thì khả năng rất cao là bé là bị bạn bè dụ dỗ và đặc biệt là có thể là bé bị sập bẫy của những đối tượng xấu. Nên mà rất mong rằng cái video này là được sự chia sẻ lan tỏa của tất cả các cô chú anh chị, và qua đây cũng là một cái thông điệp, cái lời cảnh tỉnh tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ cũng như là tất cả các quý phụ huynh hãy quan tâm các con, cũng như cho con chơi điện thoại phải xem xét của quản lý, biết được tất cả các mối quan hệ bạn bè của các con, tránh các trường hợp mà các con chơi mạng điện thoại rồi cuối cùng thì bị những cái đối tượng xấu là lừa. Và đa số rằng là các bé bỏ đi đa số là quen các mối quan hệ bạn bè trên mạng xã hội. Chị còn điều nào, chị có điều nào chị muốn nhờ tất cả cô bà con cô bác trên cộng đồng mạng giúp đỡ chị không? Chị nói đi. Con ở đây con xin mọi người, từ cô chú, cô chú anh chị, anh em út bạn bè trong và ngoài nước thấy em con của con là bé Huỳnh Khổng Minh Thư, gặp ở đâu giữ lại giúp giùm để nhờ cho bên đội anh Thanh Hải đưa về giúp cho con với.
Thực sự bây giờ con có suy nghĩ tiêu cực lắm rồi. Con cũng có cái gì giống như con không muốn sống nữa đâu. Trời đất ơi, chị thực ơi sự là chị. Là nên cố gắng giúp cho con, rồi con nhìn thấy con. Mai mốt bé về, anh em tìm được chị bình tĩnh đi, bé không sao đâu. Con nhà mình không có sao đâu nhá. Bình tĩnh đi. Thứ con là núm ruột à, cái liền chân liền tay của con mà. Chị nè, chị mà cứ làm như vậy là càng rối, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ em nói là vài bữa là bé về, mai mốt là bé về, anh em tìm được. Nên chị bình tĩnh đi, bây giờ chị cứ khóc như vậy rồi chị cứ như thế thì làm rối tung hết lên mọi chuyện lên. Mình phải bình tĩnh để mình định hướng cũng như là mình tìm kiếm cái thông tin để mình đi tìm bé nha. Chứ bây giờ em nói thật luôn, em biết là con bỏ đi rồi, con như thế này ba mẹ nào cũng xót hết, nhưng mà khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thế chị ạ, em xin đi đổ xăng cho bạn rồi kêu mẹ ơi. Tự nhiên giờ kêu con như vậy mà chưa bao giờ con biết chặn số mẹ đâu, mà bây giờ điện thoại không liên lạc được rồi, bây giờ có reo á, lúc mẹ gọi tin nhắn bé con thì được. Bé không có chặn, nhưng mà có thể rằng những cái người mà bé đi theo đó, tức là họ không chặn chế bé. Đúng rồi. Nên mà chị cứ bình tĩnh đi, bây giờ chị cứ thật sự mà em ngồi đây em không biết nói gì luôn á, bình tĩnh được không? Rồi cái sự việc của chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ tìm bé nhanh nhất có thể. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Chị rất cần luôn, từ vì con của chị mà. Dạ rồi. Giúp mọi người kiếm giúp chị vậy. Chứ mà mình bây giờ tìm con giống như tìm đáy biển, đâu biết kiếm. Rồi, rồi, biết rồi. Kiếm con không sao đâu. Nha, không sao, không sao. Mình bây giờ mình cứ về, mình cứ bình tĩnh. Mình cứ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Đừng có bỏ ăn. Em tin là mai mốt bé về. Và đặc biệt không được suy nghĩ quẩn nhá. Không suy nghĩ quẩn. Không suy nghĩ quẩn đúng rồi, sao được em. Trong khi chồng chết gọi gắm kêu em cố gắng lo cho con. Mình lại làm như vậy là chỉ thấy chị sai, vừa sai với chồng với con như vậy nữa. Giống như con bây giờ có bề gì. Thôi rồi, mình chị không có giữ đúng lời với chồng để nuôi con, anh học nên người tìm con, bây giờ con lại bị. Chị là người không có lỗi chị ạ. Chị là người không có lỗi, chị là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Mặc dù chồng chị, cái số của chồng chị tới đó thôi. Chồng chị là về trời rồi. Nên mà mình đừng nhắc nhiều quá nha. Bởi vì là để cho chồng chị được ăn nghỉ đi nha. Chị rất tốt, chị rất tuyệt vời, chị là một người mẹ rất tuyệt vời. Chị không phải tự trách bản thân mình hết nha. Không phải đâu, em chỉ xác nhận chị là một người mẹ đối xử với con. Chị đã nói với chị em là đôi lúc trong người chị có 100.000. Con nói là mẹ cho hết, mẹ chấp nhận trong người mẹ không có 1.000 để cho con được ăn ngon mặc đẹp. Mình là mẹ, mình chấp nhận những cái gì tồi tệ, kể cả mặc quần rách mà con được đầy đủ mà. Chị vẫn ok, chị không giống những người mẹ khác đâu. Mà mẹ đẻ con cũng dục con hoặc là bỏ chị, con đâu, chị không như mẹ vậy. Mẹ nào đâu cũng thương con hết. Nha, em hiểu nha. Nên mà chị cứ bình tĩnh đi nha, chị đừng có tự trách bản thân mình hết. Chị trách bản thân chị chứ. Do là chị khóc hoài rồi mệt không đấy. Không có để ý cái điện thoại con, chị cứ nghĩ con dạy mẹ mà. Con về mỗi ngày kêu người đẹp ơi, người đẹp đừng có tin người đẹp ơi đừng có thương người nha, người đẹp ơi đừng có nghe ai. Rồi chị cố gắng bình tĩnh nha. Con bị mắc, con dạy mẹ mà bây giờ con lại bị rồi. Thật sự là đây là một câu chuyện rất là buồn cô chú anh chị ạ. Và em rất mong muốn, rất nhờ sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị chia sẻ lan tỏa cho chị để giúp chị sớm đoàn tụ, con sớm được về để mẹ con được đoàn tụ bên nhau. Thì em không biết nói gì hơn, thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt chị gái gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Và em chúc cho tất cả cô chú anh chị là thật nhiều sức khỏe để cùng chung tay với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đời giúp người nhiều hơn. Em không biết nói gì hơn, thì em chỉ biết là cảm ơn và cảm ơn rất là nhiều. Em xin phép xin chào cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Chị ơi, thôi là chị cố gắng nha. Anh em là cố gắng hết sức sẽ giúp đỡ chị nha. Không cho chị được thấy con. Dạ rồi, nha. Đừng có suy nghĩ tiêu cực về em. Đừng có suy nghĩ tiêu cực nha. Rồi em xin phép chào chị nha. Dạ, chào chị, dạ.